Đây à, hôm nay em sẽ phân biệt cho các anh, các chị biết luôn là một cái hãng mà nước hoa bờ leo nam nữ dùng được, mà hàng chuẩn và hàng hàng giả, hàng nhái như thế nào nhá. Đây à, em đang cầm trên tay đây, đây là hàng bờ leo chuẩn bên em này, nắp vàng này, à, chữ vàng này, và đây là bờ leo hàng giả nhá. Các anh chị nhìn cái là biết luôn đúng không ạ? Bờ leo hàng giá là chữ của nó màu trắng, còn bờ leo hàng chuẩn của bên em là chữ của nó màu vàng. Đấy, nhanh tay để lại số điện thoại cho em này. Bên em chỉ bán hàng chuẩn thôi. Nhưng mà hôm nay em phải gọi là em phải gọi người ta ship đến cho em một chai hàng đều như này để em phân biệt được cho mình là đâu là hàng đều và đâu là hàng thật. Bên em chỉ bán cái hàng chuẩn như thế này với giá 299 000 một chai. Lấy hai chai bên em miễn phí giao hàng, nam nữ dùng được nhá. Đấy anh chị nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho em. Là một chai hoặc hai chai kèm số điện thoại em sẽ tiếp tục phân biệt tiếp cho mình này. Đấy các anh chị nhìn kỹ hộ em nha. Đầu tiên đến nơi nhận hàng cứ nhìn hộ em, chữ bờ lêu bằng chữ vàng và tất cả toàn bộ ạ à. đây cho mình xem luôn đấy lại số điện thoại thì có đơn bên em chỉ bán hàng chuẩn thôi ạ à. đây toàn bộ bên em là hàng chuẩn bên em đều là đen hết này đấy vỏ của nó đều đen hết nhá còn đây là hàng giả hàng giả các anh chị nhìn kỹ của em ạ à. chữ trắng này trên trắng này dưới trắng này đây ạ đây là hàng chuẩn nó đen 100% như này và chữ của cái hàng giá là chữ màu trắng còn hàng chuẩn là chữ màu vàng nhá tiếp tục cho mình luôn ạ à. rồi để lại số điện thoại bên em bán hàng chuẩn thôi mình được kiểm tra hàng 299.000 một chai hàng chuẩn như này lấy hai chai miễn phí ship nam nữ dùng được cứ để lại số điện thoại cho em là một chai hoặc hai chai kèm số điện thoại được chưa ạ à? Đây tiếp tục bóc ra cho mình xem đây là hàng chuẩn ạ à. Hàng chuẩn bờ leo này các anh chị sẽ nhìn thấy là chữ vàng và được dập nối mình sờ tay vào là cảm nhận luôn cho em là nối. Thứ hai trên này của nó cũng bằng nối và chữ vàng nhá. Đấy và ở dưới đít này ạ, các anh chị nhìn kỹ này mình sờ tay qua như này là biết được là hàng chuẩn bởi vì nó nổi nhá. Còn đây là hàng giá, hàng giá thì nó trắng nhá, chữ trắng này. Đấy, 299 000 một chai bên em bán hàng chuẩn ạ. Lấy hai chai được miễn phí giao hàng được xem hàng nhá. Đây, đấy đây là hàng đều á, đây là hàng đều và hàng giá chữ bờ leo này bằng chữ trắng và trên này cũng trắng và các anh chị nhìn kỹ hộ em ạ à, em để tay nhìn thấy cả tay bên đằng sau của em nhá còn bên này ạ à, đấy nhìn hộ em ạ à, không thấy tay và hai chai này các anh chị nhìn cái nào là thật cái nào là giá thì các anh chị biết luôn đúng ạ à. bên em chỉ bán hàng thật này thôi nhá 299.000 Đây ạ Cái này cũng có dập Nhưng mà khi các anh chị mà sờ tay vào như này Nó không có nổi luôn Không nổi nhá Nó như kiểu dán vào thôi ạ Còn bên em là dập 100% nổi Mình sờ là cảm nhận được luôn Được chưa ạ Và tiếp theo ạ Đây Hàng bên em là Nắp hít Được chưa ạ Đấy Nắp hít nhá Không rơi không dụng nhá Còn bên này các anh chị nhìn kiểu em ạ Đây Không có hít một tí nào luôn được chưa ạ? Để lại số thoại cho em 299 000 một chai bên em bán hàng chuẩn như này Được xem hàng thoải mái Và tiếp theo nữa em sẽ tiếp tục check cho mình luôn Bên em là hàng là hàng nhập khẩu Pháp Nên mình dùng phần mềm Việt check Là phần mềm mà uh, dùng là check hàng nước ngoài nhá Đây, các chị tải cái này về cho em Được xem hàng và check mã vạch Bấm vào đây cho em Được chưa ạ? Em sẽ test lại cho mình luôn Đây là một chai hàng chuẩn bên em nhá Chữ vàng này, đen này Đấy, được chưa ạ? Check ngay cho mình Thấy chưa ạ? Giá tiền này, xuất xứ Pháp này, hàng bờ lêu chữ vàng nắp vàng. 299.000 thôi quá rẻ nhá. Mà các anh chị lưu ý hộ em. Đến tận nơi mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng, để lại số điện thoại để có đơn nhá. Đến tận nơi các anh chị kiểm tra cho em. Đầu tiên là cái gì ạ? Đấy, không quan trọng cái vỏ ngoài nhá anh chị nhá. Đầu tiên là đến tận nơi mình nhìn cho em là chữ vàng. Tất cả vòng của nó đều màu đen, Đấy, màu đen Và mình sờ tay cái này Cái là mình cảm nhận được ngay là nó là dập nổi Và mình uh, test mã vạch cho em Vào phần mềm Việt Check Mình check hàng ngay cho em Để em sẽ thoát ra Em vào lại từ đầu cho mình nhá Đấy, vào về Việt Check này Mình check hàng ngay cho em Là các chị sẽ ra luôn giá tiền xuất xứ của Pháp Tiền đô là 338 đô nhá Nam nữ dùng được ạ à. 100ml dùng được rất là lâu Đấy, được xem hàng thoải mái Và các anh chị lưu ý hộ em là Bên em là hàng mới Nên các anh chị chỉ được là làm sao ạ Sờ cái này thôi, Trách mã vạch thôi là ok rồi Còn không được bóc cái tem này ra của bên em nhé Nếu mà anh chị mà bóc cái tem này ra Thì coi như là hàng đã sử dụng Bên em sẽ không bán được cho ai nữa Nên là anh chị nhận hàng xong Về nhà mình hãy kiểm tra cái này cho em Đấy, kiểm tra cái nắp này hít này nhá Đấy, nắp hít và ở trong cho em Sờ, sờ này cho em nhá Rồi, để lại số điện thoại cho em ạ 299.000 một chai hàng chuẩn như thế này Lấy hai chai được miễn phí giao hàng Nam nữ dùng được anh chị nào lấy thì cứ nhanh tay để lại số điện thoại cho em. 100 ml, 100 ml mà hương thơm của nó lưu rất là lâu, nam nữ dùng được. Lưu hương trên người là một ngày, còn lưu hương trên quần áo cũng là tận 2 ngày nhá. Hàng chuẩn ạ, còn hàng đều này thì các anh chị chỉ cần xịt cho em 5 phút thôi là nó bay màu rồi. Đây ạ. Thấy cả đằng sau tay này. Đấy, còn bên này ạ nhìn hai chai nó có biết cái chai nào các anh chị nữa ạ nhìn chai nào là chuẩn biết luôn đúng không ạ rồi nhanh tay để lại số điện thoại cho em một chai là 299 000 hai chai được miễn phí giao hàng được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng sờ cảm nhận ngay và check mã vạch ngay cho em tuyệt đối không bóc tem này ra nhá mình nhận hàng xong thanh toán xong rồi hãy bóc tem và kiểm tra ở trong cho em đấy kiểm tra ở trong nắp hít nhá Đấy, rồi để lại số điện thoại cho em. Một chai kèm số điện thoại hoặc là hai chai kèm số điện thoại, hai chai được miễn phí giao hàng và ưu tiên cho anh chị nào lấy từ hai chai trở lên. Để lại số điện thoại nhanh cho em thì có đơn nhanh chị nhá.